Tuần trước. Tuần trước. Tuần trước. Tuần trước. Tuần trước. Tuần trước. Tháng trước. Tháng trước. Tháng trước. Tháng trước. Tháng trước. Tháng trước. Năm trước. Năm ngoái. 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 Tuần này. Tuần này. Tuần này. Tuần này. Tuần này. Tuần này. Tháng này. Tháng này. Tháng này. Tháng này. Tháng này. Tháng này. Năm nay. Năm nay. Năm nay. Năm nay. Năm nay. Năm nay. Tuần sau. Tuần tới. 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 Tháng sau. Tháng 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 tới. Năm sau. Năm 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 tới.
Lúc nãy. Lúc nãy. Lúc nãy. Lúc nãy. Lúc nãy. Lúc nãy. Lát nữa. Lát nữa. Lát nữa. Lát nữa. Lát nữa. Lát nữa. Trước đây. Trước đây. Trước đây. Trước đây. Trước đây. Trước đây. Sau này. Sau này. Sau này. Sau này. Sau này. Sau này. Gần đây. Gần đây. Gần đây. Gần đây. Gần đây. Gần đây. Ngày kia. Ngày kia. Ngày kia. Ngày kia. Ngày kia. Ngày kia. Hôm qua. Hôm qua. Hôm qua. Hôm qua. Hôm qua. Hôm qua. Hôm nay. Hôm nay. Hôm nay. Hôm nay. Hôm nay. Hôm nay. Ngày mai. Ngày mai. Ngày mai. Ngày mai. Ngày mai. Ngày mai. Ngày mốt. Ngày mốt. Ngày mốt. Ngày mốt. Ngày mốt. Ngày mốt. Từ bao giờ đến bao giờ. Từ khi nào đến khi nào. Từ bao giờ đến bao giờ. Từ khi nào đến khi nào. Từ bao giờ đến bao giờ. Từ khi nào đến khi nào.
Từ bao giờ đến bao giờ? Từ khi nào đến khi nào? Từ bao giờ đến bao giờ? Từ khi nào đến khi nào? Từ bao giờ đến bao giờ? Từ khi nào đến khi nào? Lớp học tiếng Việt sẽ bắt đầu từ khi nào? Lớp học tiếng Việt sẽ bắt đầu từ khi nào? Lớp học tiếng Việt sẽ bắt đầu từ khi nào? Lớp học tiếng Việt sẽ bắt đầu từ khi nào? Lớp học tiếng Việt sẽ bắt đầu từ khi nào? Lớp học tiếng Việt sẽ bắt đầu từ khi nào? Anh sẽ ở Việt Nam đến bao giờ? 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 Việt Nam nóng từ khi nào đến khi nào? Việt Nam nóng từ khi nào đến khi nào? Việt Nam nóng từ khi nào đến khi nào? Việt Nam nóng từ khi nào đến khi nào? Việt Nam nóng từ khi nào đến khi nào? Việt Nam nóng từ khi nào đến khi nào?